Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em lại lên cho các bác những cái giò lan rất là đẹp nhé. Đây là giò son môi này các bác này. Giò son môi này thì các bác vừa chơi hoa vừa chơi tiểu cảnh rất là đẹp. Nhất là các nhà bác nào mà có cái ban công hoặc là các bác treo trước cửa nhà vừa chơi tiểu cảnh vừa chơi hoa rất đẹp. Đây là son môi hoa của nó đây các bác này. Đấy, nó đang có nụ nhá. Nó đang lác đác có nụ thôi, nụ nó đầu ngọn. Cái nụ này khi mà nó ra nó như là một cái thỏi son đấy các bác ạ. Như là một cái thỏi son đỏ chót. Rất là đẹp luôn. Đấy, nó đang cái này thì nó đang lác đác có nụ thôi nhá các bác nhá. Đang lác đác có nụ. Đấy. Mã số 1 của em có giá là 300 nghìn nhá các bác nhá. 300 nghìn. Cho mã số 1. Đây này các bác này. Đấy, thỏi nụ của nó này. Đấy, cái nụ này. Đấy, nụ này. Đấy, toàn bộ nụ này nó như cái thỏi son ấy nhá. 300.000 cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này, vẫn là son môi này. Đấy. Đây cái này thì cũng đang rất nhiều nụ của nó thì nhỏ nhỏ đây này các bác này. Đấy, nụ này. Đây nụ này. Đấy cái nụ này thì nó nhỏ hơn này. Ui, cái giò này nắm nụ lắm. Giò này rất nhiều nụ luôn các bác ạ, nhưng mà nụ nó nhỏ thôi. Mã số 2 nhá. Mã số 2 của em cũng có giá 300.000. Đấy. Hàng hôm nay em bán là chưa bao gồm phí ship đâu các bác nhá. Các bác mà lấy thì gộp đơn thì em sẽ bao ship cho các bác. Đấy. Mã số 2 cũng 300.000. Rất là đẹp luôn. Son môi. Hoa nó đỏ đỏ chót nhưng xong là cái hình của nó thì giống cái thỏi son ấy các bác ạ. Mã số 3 này. Một giò đuôi chồn này. Có 6 cây rất là đẹp nhá. Đấy, 6 cây. Một cái cây này thì nó đang bắt đầu có nụ rồi các bác này. Một cái cây này nó đang bắt đầu có nụ ở cái kẽ lá này. Đấy, nó lồi ra trắng trắng này. Mã số 3 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, một giò cáo. Cái này bản lá của nó chắc được khoảng tầm 5 sen các bạn. Lá to nhất chắc được khoảng tầm 5 sen. Mã số 4 của em có 4 cây nhá, 4 cây, toàn cây xếp đẹp thôi. Đấy nó như này nhá các bác nhá, em quay cho các bác. Giò nó nhiều tiền để quay cho các bác nhìn cho nó kỹ. Đấy. Mã số 4 của em có giá là 1 triệu đồng nhá, 1 triệu đồng. Cho mã số 4. Mã số 5 này các bác này. Đây. Mã số 5 đây là một chậu kiểu vuông độc bắc nhá. Kiểu vuông độc bắc. Mã số 5 của em có giá là 360.000. 360.000. Cho mã số 5. Mã số 6 này các bác này. Một giò Kodak Koki nhá. Kodak Koki có 3 cây. Cái dòng này thì hoa nó cực kỳ thơm luôn. Hoa rất là đẹp và thơm nhá các bác nhá. Mã số 6 của em có giá là 600.000. 600.000 bình quân 200.000 một cây nhé các bác nhé. Một số nơi thì họ bán 250 một cây đấy. 600.000 cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này. Một chậu kiều siêu tím hàng giống nhá. Hàng này về các bác mua về làm giống thôi. Vì cái này giá nó hơi cao cho nên là không trồng được nhiều đâu các bác. Mã số 7 của em có giá là 200.000. 200.000, kiều siêu tím, hoa nó tím ngắt. Mã số 8 này các bác này. Một giò kiều trắng nhá, hoa trắng tinh nhá. Đấy, đẹp như này nhá. Mã số 8 của em có giá là 350.000. 350.000. Mã số 9 này các bác này, đây là một cái chậu này nó gọi là đen rô trắng nhé các bác nhé. Trắng này nó là trắng ruby, hoa rất là đẹp luôn.
nụ chi chít này các bác này, nụ chi chít này từ gốc lên ngọn này, đây từ đây lên này, thân này cũng nụ chi chít đây, đấy, thân này cũng đang nụ chi chít này, thân này cũng đang nụ này, đấy, tất cả là nụ hết rồi nha các bác nhé, có 5 thân thì nụ hết rồi, 5 thân đang nụ hết rồi. Mã số mấy rồi nhỉ? Mã số 9 nha các bác nhá. Mã số 9 của em có giá là 300.000. Cái dòng này hoa nó đẹp, mấy cả nó cũng không phải lúc nào cũng có đâu, cho nên giá nó hơi cao một chút thôi nha các bác nhé. 300.000 cho mã số 9. Mã số 10 này các bác này. Một chậu kiều, kiều này là kiều dẹt nhá. Kiều dẹt. Đấy, kiều dẹt thì hoa nó vàng óng lên, nó chùm chùm như cái kiểu đèn lồng ấy. Mã số 10 của em có giá là 250.000. 250.000 nhé các bác nhé, cho mã số 10 kiều dẹt. Mã số 11 này các bác này. Một giò đùi gà tròn rất là to đẹp như này nhá. Mã số 11 của em có giá là 380.000. 380.000 cho mã số 11. Một giò đẹp như này nhá. Cái này thì em thấy là bắt đầu đang có hiện tượng sưng nụ rồi nhá. Đang có hiện tượng thôi. 380.000 cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này, vẫn là đùi gà tròn này. Cái này thì nụ nó cũng sưng rồi, đang sưng rồi. Một số thân cũng đang sưng rồi. Mã số 12 của em có giá là 360.000. 360.000 cho mã số 12 đùi gà tròn. Mã số 13 này các bác này. Một giò kiều tím Thái Nguyên này có 6 thân này. Có 6 thân. Mã số 13 nha các bác nhé, kiều tím Thái Nguyên của em có giá là 1.000.000 đồng. Đấy, 1.000.000 đồng cho mã số 13. Vì cái dòng này thì em nói thật các bác là họ bán theo thân kia, cho nên là giá nó rất là cao. Cái này thì em lấy về của nó đã là 150.000 một thân rồi. Em bán với giá là 170.000. Đấy, 170.000, nhưng mà tính ra thì cái giò này em bán 1 triệu thì em cũng chỉ được có 100.000 thôi các bạn. 100.000 tiền công các thứ đóng hàng thôi các bác. Đấy. 1.000.000 đồng cho mã số 14, kiều tím Thái Nguyên. Mã số 15 này các bác này. Mã số 15 đây là một chậu tóc tiên hương dừa nhé. Đấy. Mã số 15 của em có giá là 250.000. Tóc tiên hương dừa thì hoa nó rất là thơm, thơm mùi dừa nha các bác nhé. Mã số 15, 250.000. Mã số 16 này các bác này, vẫn là tóc tiên hương dừa này. Đấy, hoa rất thơm, hoa nó mọc ở đây lên này các bác, mọc ở cái củ củ này lên này. Mã số 16 nhá, cũng là tóc tiên hương dừa, của em cũng có giá 250.000. Cũng 250.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này. Một chậu đen rô đỏ nhá. Đen rô đỏ mã số 17. Của em có giá là 200.000. 200.000 hoa đỏ chót nhá. Mã số 18 này các bác này, một giò gà không họng nhé. Gà đang chi chít lụ luôn. Đang chi chít lụ. Lụ dày đặc luôn nhé các bác nhé. Đấy. Mã số 18 cái gà này thì nó họng nó trắng tinh nhé các bác nhé. Gọi là gà không họng. Mã số 18 của em có giá là 800.000 nhé. 800.000 cho mã số 18. Cái này đợt vừa rồi nó đã nở hoa này các bác này. Chuẩn mật hoa luôn cho các bác. 800.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này, tam bảo sắc này, về cái này các bác chơi tiểu cảnh thôi, có 3 cây. Đấy, mã số 19 của em có giá là 200.000. 200.000
Thôi lấy các bác 180.000 thôi. 180.000 thôi. Có 3 cây xếp chết. À cây này đang có một nụ, hai nụ. Hai nụ, cây này đang đang sưng nụ cái lá bên trong này các bác này. Đấy. Mã số 19 nha các bác nhá. 180.000. Mã số 19 là cây to là đang có hai cái nụ nó lồi ra rồi các bạn. Mã số 20 này, một giò to đẹp như này, toàn cây VIP nhá các bác nhá, đây này. Toàn cây VIP, cây chất lượng cao. Mã số 20 của em có giá là 450.000 nhá, 450.000. Cho mã số 20 Tam Bảo Sắc Lai Châu thì hoa nó trắng tím, nó rất là thơm luôn các bạn. Tiếp theo này các bác này. Mã số 21 này, cái bảng hoa hồng đỏ nhá các bác nhá. Mã số 21 cái này thì nó đã trụi hết lá rồi. Toàn bộ đây nó là thân hoa nhá các bác. Đấy, toàn bộ đây nó là thân hoa thì nó xuống hết lá rồi. Trông nó thế này thôi nhưng mà khi mà lên xanh thì rất là đẹp luôn. Mã số 21 của em có giá là 180.000. 180.000. Cái này về nó nở hoa rực rỡ luôn các bạn. Nó xuống lá thì trông nó vậy thôi. Đấy, cũng rất là nhiều thân hoa, không phải ít đâu nha các bác nhé. Có 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân hoa nhé. 180.000 cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này, một cái bảng Long Thu Xuân này. Long Thu Xuân nó cũng xuống lá rồi. Cũng 180.000 nha các bác nhé. Cũng 180.000 cho mã số 22. Mã số 23 này các bạn này. Một chậu Kodak Koki có 4 cây như này nhá. 650.000. 650.000 cho mã số 23. Mã số 24 này các bạn này. Một giò kiều tím miền Trung cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, mã số 24 của em có giá là 1.200.000 nhé, 1.200.000. Đấy, cho mã số 24. Một cái chậu kiều tím rất là đẹp các bạn, đây. Đấy, quay cho các bạn nhìn rõ như này nhé. 1.200.000 cho mã số 24. Số 25 này các bạn này, một chậu hoa hồng đỏ tiếp theo này. À quên, một chậu hàng vĩ thiên cung nữ bố nha các bạn nhé. Mã số 25 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 25. Mã số 26 này các bạn này. Một chậu kiều vuông độc bắc này. Mã số 26 của em có giá là 400.000. 400.000 cho mã số 26 kiều vuông Lộc Bắc. Mã số 27 này các bác này. Một chậu kiều mỡ gà nhá. Mã số 27 của em có giá là 350.000. 350.000. Kiều mỡ gà hoa nó vàng óng, hoa cực kỳ đẹp luôn. Cho mã số 27 350.000. Số 28 này các bạn này. Một giò quế chanh tháng 8 này. Có 5 cây rất là đẹp luôn nhé. Mã số 28 của em có giá là 850.000. 850.000 cho mã số 28. Rất đẹp. Mã số 29 này các bạn này, vẫn là quế chanh tháng 8 này. Quế này thì nó hoa nó cực kỳ thơm nhé các bác nhé. Quế hoa vừa đẹp vừa thơm, kể cả chơi hoa chơi thân lá cũng đẹp. Mã số 29 của em cũng có 5 cây nhé, có giá là 900.000. 5 cây 900.000. Cây rất là chất lượng này các bác, lá khoảng hơn 4 cm. 900.000 cho mã số 29. Mã số 30 này các bác này.
một chậu kiều siêu tím nhá. Hoa nó tím ngắt rồi, tím đen rồi nha các bác nhá. Mã số 30 của em có giá là 500.000. 500.000 cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, cũng là kiều siêu tím này. Cái này thì nó là hàng giống thôi nha các bác nhá. Nó đang có một cái nụ này. Đấy, một cái nụ đây nó cũng đang sưng nụ này. Mã số 31 nhá, của em có giá là 200.000, cũng là kiều siêu tím. 200.000 cho mã số 31. Mã số 32 này các bác này, một chậu một giò châu rừng nhá. Cái này có 3 cái nụ. Đây, cây này có một cái nụ này, cây ở giữa này có 2 cái nụ này. Đây, và cái cây nhỏ này không tính nhé. Mã số 32 của em có giá là 480.000. 480.000 cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này. Đấy, cũng có 3 cái nụ này. Châu rừng nhé, cái này một nụ này. Cây bên này có 2 cái nụ này. Mã số 33 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 33 nhé các bác nhé. Mã số 34 này các bác này, một cây châu trắng Thái nhé. Lá xoáy rất là đẹp, bản lá rất là to nhé, bản lá rất là to này các bác này. Đấy. Mã số 34 của em có giá là 600.000. 600.000 cho mã số 34. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay, thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.